Thế tiếp tục chương trình với một thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, xác nhận với phóng viên chào buổi tối, ông Nguyễn Bá Lục, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cho biết người dân phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Điều, nguyên trưởng ban nội chính tỉnh Ủy Thái Bình, ở khu vực gần đài liệt sĩ xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc để khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi không thấy ông Nguyễn Văn Điều, chú thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư ở nhà, mọi người đã đi tìm và bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ xã Minh Lãng vào trưa nay ngày 10 tháng 9. do tính chất bất thường nên ngay lập tức công an tỉnh Thái Bình đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó vào ngày 3 tháng 6 ông Nguyễn Văn Điểu bị khởi tố với cáo buộc gây tai nạn giao thông làm chết một người, bị thương hai người. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình truy cứu trách nhiệm hình sự ông Điều về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Cựu trưởng ban nội chính Thái Bình được tại ngoại trong quá trình điều tra. Ông Điều cũng bị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình cách tất cả chức vụ trong Đảng.